có nỗi đau nào bằng nỗi đau mất nước? Có nỗi nhục nào bằng nỗi nhục phải sống trong xích xiềng, nô lệ, lầm than? Nước mất, nhà tan, cái riêng, cái chung đều trở thành vô nghĩa. Do đất trời, do khí thiêng non nước hôn đúc mà thành. Như cuộc khởi nghĩa tháng 8, thời cơ vận hội lại đỏ. Màu đỏ của cờ, của máu, của hoa, của nỗi niềm khát vọng. Và trên hết, trước hết là màu đỏ của lịch sử tranh đấu đẫm máu và nước mắt, không cho chúng ta dừng lại. Đánh dấu sự thắng lợi của dân tộc ta vùng lên đánh đổ ách thống trị của dân phong kiến. Trong những ngày tháng sục sôi ấy, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân ta đã làm nên thành công của cách mạng tháng 8, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do. 19 tháng 8, ánh sao tự do đem tới, cờ bay nơi nơi, muôn ánh sao vàng, hoa và tươi hồng trên lá cờ đi khắp chốn giang sơn. Hỡi đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Đó là những lẽ phải không ai chối cãi được. Vì những lẽ trên, chúng tôi, chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, trình trọng tuyên bố với thế giới rằng nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập.
và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy. Lời của Bác hay lời non nước anh linh, bản tuyên ngôn độc lập có sắc thu ấm áp phả vào vực con người Việt Nam, từ trong tăm tối đi lên một vị trí được kiêu hãnh, ngẩng cao đầu giữa trời xanh.